Như rất nhiều người, tôi cũng rất quan tâm đến việc giáo dục trẻ em. Tôi cho rằng mỗi người có những cách quan tâm và góc nhìn riêng, nhưng tất cả đều mong muốn những điều tốt đẹp đến với các em. Hôm nay lướt mạng xã hội tình cờ tôi thấy bài viết ngành giáo dục nên làm gì. Trên Facebook của Mạc Văn Trang tưởng là có gì hay ho nên đọc, ai ngờ là một giọng đạo đức giả. Tệ hơn nữa, bạn bè của Mạc Văn Trang trong những bình luận ở dưới bài viết mới lộ rõ đây, chính là những kẻ chuyên mang những tư tưởng tiêu cực của bản thân, quy chủ, bồi nhọ xã hội, đất nước và con người Việt Nam mà chúng ta vẫn nghe nói đến. Từ một vài sự việc mà Mạc Văn Trang suy diễn, quy chụp cho cả một nền giáo dục. Chúng ta đều biết để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn thì cần sự phối hợp tổng thể của nhà trường, gia đình và toàn thể xã hội. Cả ba môi trường này đều tốt thì các em học sinh sẽ được giáo dục, tiếp thu và phát triển đầy đủ, tức là trách nhiệm giáo dục trẻ em là trách nhiệm của cả nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh càng lớn thì thời gian học ở trường sẽ ít hơn thời gian các em ở nhà và ở xã hội, do đó rất cần sự quan tâm, động viên, nắm bắt tâm lý các em để có những uốn nắn kịp thời của gia đình và xã hội. Nực cười nhất là đồng bọn của Mạc Văn Trang cứ tung hô hắn lên nào là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư tùm lum, nhưng cái giọng điệu của bọn họ chỉ làm cho người đọc coi thường mà thôi. Một người có trình độ học hàm, học vị như thế nào chăng nữa mà không có đức thì cũng chỉ là vô dụng. Mạc Văn Trang nếu thật sự là người có trình độ, cũng là nhờ được ngành giáo dục đào tạo, phải cảm thấy biết ơn và có những việc làm góp ích cho xã hội, cho đất nước và ngành giáo dục, đằng này lại kết giao với những kẻ xấu, chuyên bịa đặt, bồi nhọ đất nước, bồi nhọ ngành giáo dục thì dù có trình độ gì đi nữa cũng vô dụng. Mạc Văn Trang còn trắng trợn quy chụp rằng, một nền giáo dục luôn luôn né tránh sự thật, không dạy học sinh biết đối diện với sự thật, thì làm sao học sinh có thể thành người trưởng thành. Từ một hai trường hợp, và sự suy diễn lệch lạc của mình mà Mạc Văn Trang lại trắng trợn quy kết là, một nền giáo dục luôn luôn né tránh sự thật. Cái mà Mạc Văn Trang và bạn bè của ông ta cho là sự thật, thì thực tế lại không phải là sự thật, bởi vì nó đã bị bọn họ bóp méo bởi những con mắt, góc nhìn phiến diện, què quặt. Mặt khác, sự thật là trong những năm qua, ngành giáo dục đã đào tạo biết bao thế hệ học trò trưởng thành, trở thành những cán bộ ưu tú, những doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học với nhiều công trình nghiên cứu giúp ích cho sự phát triển của đất nước và cả các nước trên thế giới. Còn rất nhiều những thành tựu khác nữa mà ngành giáo dục đạt được. Tất cả những minh chứng đó đã cho thấy, trong những năm qua ngành giáo dục đã đào tạo được biết bao thế hệ học sinh trưởng thành, phản bác lại những suy diễn nhằm bôi nhọ ngành giáo dục của Mạc Văn Trang. Và nói cho cùng, Mạc Văn Trang và đồng bọn loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ chế độ, bôi nhọ ngành giáo dục mà thôi. Bọn họ như những cái ung nhọt cần sớm được loại bỏ để đất nước và người dân Việt Nam được bình yên.